Rồi, em xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn nha. Hôm nay rảnh rảnh tháo cái giàn cờ của A Tỳ ra xem bên trong rồi các bạn ơi. Hôm nay mình xài cái mixer rồi mình không có xài cái giàn cờ nữa, bỏ trong tủ máy nè. Giờ mình tháo ra mình mở ruột cho các bạn xem nha. Rồi mình tháo cái giăng cơ ra rồi nè các bạn. Mà cái giăng cơ này nó có tới 5 đường mít lận nha. Mít 1, mít 2, mít 3. Với ở đằng sau 2 đường mít nữa. Cái này là cái phần của cái echo, delay, repeat, bass của echo, âm chung của echo, chép của echo. Này là echo tổng. Này là AUX 1, AUX 2. Cái này là nó có hai đường ra âm thanh. Nhấn vô là AUX 1. Nhả ra là AUX 2. Cái này là phần bên phần của micro nha. Bass của micro, âm chung của micro, chép của micro. Dưới bên này là bên phần mô xít là cái bên phần nhạc á, bass của nhạc, âm chung của nhạc, chép của nhạc. Cái này là cái ba lăng, cái này là cái lớn nhỏ của micro nè, cái này là cái mô xít lớn nhỏ của nhạc. Rồi cái này là cái mặt sau của cái giăng cơ nha mọi người. Này con tắc nha, con tắc với cái phần từ đây đổ về bên đây. Cái này là em không có xài tới nên em không có gành nha, không có gành nên không có giới thiệu cho mọi người biết là cái gì. Tại cái nào biết thì nói chứ cái không biết mà giới thiệu tầm bậy đi mọi người cười chết. Thôi không có giới thiệu. Em xài bên này led rai. Led rai là cái âm thanh á, bên âm thanh sức vô cái lọc đó nghe mọi người. Cái này là AUX1, AUX2 là cái nút nhấn nhỏ hơn trước nãy em giới thiệu đó, nhấn vô nhấn ra đó. Dưới đây có thêm hai cái jack Canon là sử dụng cho micro á, mic 1, mic 2 á, chung với đường mic 1, mic 2. Mình không sử dụng 6 ly thì mình sử dụng jack Canon. Dưới đặc biệt là cái giăng cơ này nó có là nút feedback chống hú nữa nè. Mọi người mà nhấn vô á, thì nó chống hú nha, nhả ra thì là không có chống hú. Nên xài thì nhấn vô. Để em quay bên hông cho mọi người xem nè. Nè mọi người, con giăng cơ này là em xài hơn 1 năm mà em chưa có mở ra lần nào nha. Nguyên zin luôn á. Để hồi em bóc ra cho mọi người xem nha. Xem cho ruột gan nó bên trong nó có những gì. Rồi em mở ốc ra xong hết trơn rồi, rồi nè mọi người. Bây giờ em mở nắp cho mọi người xem nha. Wow, quá trời nhiều thiết bị. Bỏ này luôn. Quá trời mạch luôn mà em không không biết đó là cái gì luôn mọi người. Tại vì không phải là thoại điện tử nên đâu có biết đâu. Chỉ mở ra dòm thôi chơi thôi mọi người.
Xài cũng hơn một năm mà nó vẫn còn mới ha, mới chát luôn. Mọi người biết thì mọi người dậm chơi nha. Cái này chứ không lẽ là cái feedback chống hú ta. Cái bo nhỏ nhỏ nè mọi người. Để em quay gần lại chút. Đây đây, quay gần lại lấy nét kỹ kỹ cho mọi người xem. Quá trời nhiều thiết bị trong này luôn. Chả hiểu nó là cái gì luôn. Này là cục nguồn. Nói chung là em không có biết cái gì về cái này hết trơn. Chỉ nhìn chơi không à, không biết. Để quay kỹ kỹ cho mọi người xem thôi. Điện thoại của bác này lấy nét nó không được rõ mọi người. Không biết mọi người thấy rõ không nữa. Quá trời nhiều thiết bị. Con này em vẫn xài bình thường nha mọi người, không có hư nha. Tại không có xài tới thì mở ra chơi gì á. Con này là xử lý eco là nó hay lắm nè, nó mượt. Nó hay hơn cái bàn mixer luôn á. Eco của nó ra nó trong hơn á. Mà eco của nó mịn hơn nữa, nghe tiếng nó rõ. Rồi thôi, giờ nhiêu thôi nghe mọi người. Rồi bye bye mọi người nha.